Bản tin mới nhất về dịch COVID-19 tối ngày 10 tháng 10. Mời quý vị và các bạn đến với tin tức nóng nhất sau đây. Nguy cấp, hàng nghìn người đổ về quê gây quá tải. Miền Tây cần khẩn vật tư y tế chống dịch COVID-19. Liên tiếp có ca nhiễm COVID-19, thị xã Kinh Môn, Hải Dương quyết định siết chặt quản lý đi lại của người dân. Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19 cho người vào thành phố. Tin vui, Kiên Giang triển khai hỗ trợ mỗi người về quê 1,5 triệu đồng. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến cho xe khách liên tỉnh chạy trở lại từ ngày 1 tháng 11. Đợi mãi vaccine Sputnik V chưa được WHO phê duyệt, người dân Nga phải chạy sang Serbia để tiêm phòng. Sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin nguy cấp, hàng nghìn người đổ về quê gây quá tải, miền Tây cần khẩn vật tư y tế chống dịch COVID-19. Kính thưa quý vị, theo ghi nhận trong ngày 9 tháng 10 và sáng ngày hôm nay ngày 10 tháng 10, lượng người đi xe máy về các tỉnh miền Tây đã hạ nhiệt so với những ngày trước đó. Tuy nhiên, áp lực về đón tiếp, sinh kế, vaccine, thiết bị y tế vẫn chưa hề giảm. Theo ghi nhận của ngành chức năng An Giang, từ ngày 1 tháng 10 đến nay, lượng người về địa phương bằng xe máy hơn 50.000 người. Để tránh quá tải các khu cách ly, người dân từ vùng dịch trở về địa phương, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, yêu cầu các huyện, thành phố trong tỉnh sau khi phân loại xét nghiệm sàng lọc, nếu người dân âm tính với COVID-19 thì cho về cách ly y tế tại nhà, phân công cán bộ cơ sở giám sát chặt chẽ việc tự cách ly. Theo Ban Quản lý Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, trong ngày 9 tháng 10, tỉnh tiếp nhận gần 1.000 người dân tự phát về quê, nâng tổng số người dân về tỉnh từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 10 hơn 29.000 người. Qua khảo sát, số người về Đồng Tháp có 21% là lao động tự do, 66% là công nhân, gần 13% là học sinh, sinh viên, người lớn tuổi. Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết rằng, tỉnh xác định phải hỗ trợ chu đáo cho người dân về quê. Tuy nhiên, địa phương cũng chịu nhiều gánh nặng về chi phí đón tiếp, hỗ trợ người dân. Tỉnh yêu cầu khảo sát lại nhu cầu việc làm của người dân về quê, dạy nghề hoặc kết nối các doanh nghiệp để giải quyết việc làm nếu người dân muốn ở lại tỉnh làm việc. Đối với trẻ em về tỉnh thì phải kết nối cho các em học hành để không đứt gãy việc học. Đồng Tháp hiện đang khó khăn về sinh phẩm, hóa chất, thiết bị xét nghiệm và nguồn vaccine để tiêm cho người dân về quê. Rất mong Trung ương sớm hỗ trợ. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nói. Trong ngày 9 tháng 10, tỉnh Sóc Trăng chỉ ghi nhận có khoảng vài trăm trường hợp người dân tự phát về quê, giảm đáng kể so với tuần lễ đầu tháng 10 năm 2021, với trên 40.000 người. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu, phần lớn những người tự phát về quê chưa tiêm vaccine hoặc chỉ tiêm được một mũi. Số người bị mắc COVID-19 khá nhiều, gây áp lực rất lớn đến công tác phòng chống dịch của địa phương, đồng thời gây quá tải cho các cơ sở cách ly, điều trị từ tỉnh đến cơ sở. Để kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã gửi văn bản đến Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh 10 bác sĩ, 100 điều dưỡng, 500.000 test nhanh kháng nguyên, 100.000 bộ sinh phẩm xét nghiệm PCR, 50 máy thở các loại, 100.000 bộ trang phục phòng chống dịch cấp 3, 100.000 liều vaccine Moderna và 900.000 liều vaccine khác. Chuyển sang tin tiếp theo, liên tiếp có ca nhiễm COVID-19, thị xã Kinh Môn, Hải Dương quyết định siết chặt quản lý đi lại của người dân. Theo CDC Hải Dương, trong 2 ngày 8 và ngày 9 tháng 10, tại xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương ghi nhận 5 ca nhiễm COVID-19. Trong đó các bệnh nhân 827.220, 827.221, 827.222 là các thủy thủ lái tàu từ thị xã Kinh Môn vào Long An ngày 7 tháng 9 và được cách ly tập trung tại Long An. Ngày 2 tháng 10, sau khi hết thời gian cách ly tập trung, các thủy thủ thuê xe riêng từ Long An về Hải Dương, đi qua chốt A24, địa phận huyện Gia Lộc. Sau đó, thuê xe cấp cứu 115 Hải Dương trở thẳng về trạm y tế xã Minh Hòa. Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Minh Hòa ra quyết định cách ly tại nhà đối với 3 người trên, dưới sự giám sát của lực lượng công an, tổ COVID-19 cộng đồng. Ngày 7 tháng 10, các bệnh nhân có biểu hiện sốt, gai rét, được lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 8 tháng 10, bệnh nhân được xác định nhiễm COVID-19. Cơ quan chức năng sau đó điều tra, giám sát lấy mẫu 11 trường hợp F1 của 3 thủy thủ trên. Kết quả xét nghiệm 10 trên 11 F1 âm tính, một trường hợp F1 dương tính là bệnh nhân T, 26 tuổi, ở xã Minh Hòa, người đi cùng chuyến xe với 3 bệnh nhân từ Long An ra Hải Dương. Đến ngày 9 tháng 10, cháu ruột bệnh nhân T cũng được xác định nhiễm COVID-19. Trên diễn biến phức tạp của dịch, Chủ tịch thị xã Kinh Môn vừa có chỉ đạo thực hiện kiểm soát chặt chẽ người từ các địa phương và thị xã,
kể cả người thị xã trở về từ tỉnh ngoài. Theo đó, những người đến, về từ vùng đỏ phải khai báo y tế tại các trạm y tế xã, phường, cách ly tập trung 14 ngày. Sau cách ly tập trung, phải cách ly tại nhà nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo. Lấy mẫu xét nghiệm 4 lần bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3, ngày thứ 7, ngày thứ 14 và ngày cuối cùng kết thúc cách ly tại nhà. Riêng những người tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó liều cuối cùng được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến về địa phương, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 thì tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày đến hoặc về địa phương, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo, thực hiện xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7. Chủ tịch thị xã Kinh Môn yêu cầu các khu, điểm du lịch dành làm thắng cảnh chỉ đón và phục vụ khách nội tỉnh, nhà hàng ăn uống không phục vụ quá 20 khách trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng và phải đóng cửa trước 22 giờ hàng ngày. Các cửa hàng bán đồ ăn sáng được phục vụ tại chỗ từ 5 giờ đến 10 giờ sáng hàng ngày. Ngoài khung giờ trên chỉ được bán hàng mang về, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét giữa người với người. Các cơ sở dịch vụ thể dục thể thao trong nhà, spa, cắt tóc, gội đầu, làm móng, tập gym, yoga tạm dừng cho đến khi có thông báo mới. Tin tiếp theo, thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19 cho người vào thành phố. Thưa quý vị, về tình hình tiêm chủng, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh SCDC cho biết đến nay, thành phố Hồ Chí Minh tiêm được 112.432 liều vaccine COVID-19 tại các điểm tiêm đều trật tự và ổn định. Như vậy là từ khi bắt đầu tổ chức tiêm vaccine COVID-19 đợt 1 đến hết ngày 9 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được 12,2 triệu liều cho người trên 18 tuổi. Trong số này có hơn 3 triệu liều vaccine Verocell. Số liều đã tiêm mũi 1 đạt 97,9%, người tiêm đủ 2 mũi là 71,9%, người trên 65 tuổi được tiêm 2 mũi 75,45%, người trên 50 tuổi được tiêm 2 mũi 66,74%. SCDC cho biết các quận huyện tiếp tục nhận tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi 1, mũi 2 cho người đủ thời gian. Người chưa tiêm mũi 1 đăng ký tiêm qua tổng đài 8066. Bộ Y tế cho biết sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 650.000 học sinh lứa tuổi này. Và nếu có vaccine, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm trong vài ngày và tổ chức tiêm theo dõi tại trường học. Tính từ 18 giờ ngày 8 tháng 10 đến 18 giờ ngày 9 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận có 2.173 ca nhiễm mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ 27 tháng 4 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã có tổng cộng 409.061 ca nhiễm COVID-19 được công bố. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị 18.059 ca, trong đó có 1.433 trẻ em dưới 16 tuổi, 596 bệnh nhân nặng đang thở máy. Trong ngày 8 tháng 10, có 968 ca nhập viện, 2.141 ca xuất viện. Cộng dồn số ca xuất viện từ ngày 1 tháng 1 đến nay, 229.262. Ngày 9 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh có 74 ca tử vong, tổng số tử vong cộng dồn đến nay 15.677. Liên quan việc người dân thành phố Hồ Chí Minh trở về thành phố hoặc người dân từ tỉnh thành khác vào thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới, SCDC cho biết thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19 cho những đối tượng này. Chương trình sẽ được tiếp tục với tin vui thưa quý vị. Kiên Giang triển khai hỗ trợ mỗi người về quê 1,5 triệu đồng. Ngày 10 tháng 10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho biết hiện sở ngành địa phương triển khai thực hiện để cố gắng phát tiền cho người dân trong hôm nay. Nguồn kinh phí được trích từ ngân sách tỉnh với mong muốn giúp người dân về quê trang trải cuộc sống. Từ đầu tháng 10 đến nay, gần 40.000 người Kiên Giang về quê, test nhanh sàng lọc phát hiện 77 trường hợp dương tính. Người có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV tự cách ly, tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày. Những người đã tiêm đủ liều vaccine chỉ cần cách ly ở nhà 7 ngày. Ngoài ra, người về quê còn được tỉnh hỗ trợ chi phí xét nghiệm, hỗ trợ an sinh trong thời gian chờ xét nghiệm, tự cách ly tại nhà. Tỉnh thống nhất ưu tiên vaccine cho người đủ 18 tuổi để tìm việc tại quê nhà hoặc đủ điều kiện thẻ xanh COVID trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ làm việc. Địa phương trong tỉnh đang ra soát nhu cầu lao động tại các doanh nghiệp, nhà máy nhằm giới thiệu việc làm cho người dân trở về. Ông Nhàn thông tin thêm. Chưa hỗ trợ tiền trực tiếp như Kiên Giang, nhưng một số tỉnh miền Tây cũng giúp đỡ người trở về. Tỉnh An Giang chi mỗi huyện thị 500 triệu đồng từ quỹ COVID-19 của tỉnh để giúp người về quê và lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Địa phương vận động 20.000 gói an sinh trao cho người dân khó khăn đang cách ly tại nhà. Đến nay, tỉnh có hơn 44.000 trở về.
Đồng Tháp thống nhất miễn cách ly tập trung, xét nghiệm và hỗ trợ tiền ăn 88.000 đồng một ngày cho người về quê. Địa phương đã đón 29.000 người trở về quê. Dòng người từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An tự về quê ở miền Tây được dự báo khi 4 tỉnh thành này nới lỏng giãn cách từ ngày 1 tháng 10. Những tỉnh có người dân trở về đông, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang tạo áp lực cho các công tác cách ly điều trị, y tế ở địa phương. Chuyển sang tin tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến cho xe khách liên tỉnh chạy trở lại từ ngày 1 tháng 11. Theo dự thảo, mục đích xây dựng phương án nhằm từng bước khôi phục hoạt động vận tải hành khách đường bộ phù hợp với phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế và các địa phương nơi đi, nơi đến. Theo đó, xe khách giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành hoạt động theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 1 đến 15 tháng 11, khai thác tối đa từ 3 đến 5 chuyến một ngày. Riêng các tuyến có tần suất khai thác hơn 100 chuyến một ngày trước khi có dịch bệnh thì tần suất tối đa không quá 15 chuyến một ngày. Số lượng khách được chở trên phải đảm bảo giãn cách, không quá 50% số ghế cho phép theo công suất thiết kế, không áp dụng đối với xe giường nằm. Giai đoạn 2, từ 15 đến 30 tháng 11, khai thác tối đa 10 chuyến trên ngày theo nhu cầu đi lại. Riêng các tuyến có tần suất khai thác hơn 100 chuyến một ngày trước khi có dịch bệnh, tần suất tối đa không quá 30 chuyến một ngày. Giai đoạn 3, từ 30 tháng 11 đến hết tháng 12 năm 2021, tổ chức khai thác vận tải hành khách không quá 50% tần suất khai thác của các tuyến. Về điều kiện đi lại, đối với khách đi từ thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm ít nhất một mũi vaccine được 14 ngày hoặc giấy xác nhận là người khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng và kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 còn hiệu lực trong vòng 72 giờ theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh. Hành khách đến thành phố Hồ Chí Minh với điều kiện có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực trong vòng 72 giờ theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh. Đối với lái xe và người phục vụ trên xe, phải đáp ứng đủ điều kiện đã tiêm đủ liều vaccine thẻ xanh hoặc giấy khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng và có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực trong vòng 72 giờ, theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh. Trường hợp lái xe, người phục vụ thực hiện chuyến khứ hồi trong ngày thì không bắt buộc xét nghiệm hay quay lại điểm đi, tự theo dõi sức khỏe cho chuyến đi tiếp theo. Nếu có biểu hiện các triệu chứng ho sốt, phải thông báo ngay cho cơ quan y tế. Nếu lưu trú tạm thời tại địa phương, đơn vị kinh doanh vận tải phải bố trí nơi lưu trú đảm bảo phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành xem xét, góp ý hoàn chỉnh dự thảo phương án nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại cấp thiết của người dân, góp phần phục hồi kinh tế. Đồng thời, các sở báo cáo Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành xem xét chỉ đạo về việc tổ chức các tuyến vận tải khách đến và đi từ Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là thông tin, đợi mãi vaccine Sputnik V chưa được WHO phê duyệt, người dân Nga phải chạy sang Serbia để tiêm phòng. Vâng thưa quý vị, trong lúc vaccine Sputnik V đang đợi để được WHO phê duyệt, ngày càng nhiều người dân Nga đổ sang các nước láng giềng Serbia để tiêm vaccine. Việc vaccine Sputnik V chưa được WHO phê duyệt là một trở ngại với những công dân Nga muốn đi du lịch nước ngoài. Đây là một trong những lý do của xu hướng người dân Nga đổ sang Serbia tiêm những loại vaccine được phê duyệt toàn cầu. Ngoài ra, Serbia là một lựa chọn thuận tiện cho người Nga vì họ có thể tới đây mà không cần thị thực. Các tour du lịch tiêm chủng cho người Nga tại Serbia đã xuất hiện từ tháng 9 và tăng vọt trong những ngày gần đây. Dữ liệu chính thức của chính phủ Serbia cho thấy gần 160.000 công dân nước ngoài được tiêm chủng tại nước này, phần nhiều đến từ Nga.